Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kinh doanh lỗ nặng, nợ lương nhân viên, lương lãnh đạo Việt Nam Airlines vẫn cứ tăng đều Theo báo lao động vào ngày 28 tháng 9, mặc dù đã chốt thời gian họp đại hội cổ đông vào giữa tháng 11 năm 2023 Nhưng tới thời điểm này, Việt Nam Airlines vẫn chưa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán vào năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 Cụ thể, Vietnam Airlines báo lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 là 5.237 tỷ đồng. Chưa kể tập đoàn này còn nợ lương người lao động lên tới 1.155 tỷ đồng. Giải trình về khoản lỗ này, Ban lãnh đạo Việt Nam Airlines cho biết do tính mùa vụ cũng như các yếu tố rủi ro tài chính, tỷ giá lãi suất và chi phí đầu tư và giá nhân liệu gia tăng vân vân. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh vận tải vẫn chưa cân bằng được thu chi do thị trường quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn. Việt Nam Airlines thua lỗ 14 quý liên tiếp, nợ người lao động lương tới 1.155 tỷ đồng. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam Airlines vẫn tiếp tục lỗ 1.295 tỷ đồng và đã lỗ dòng 14 quý liên tiếp ước lỗ cho cả năm 2023 là khoảng 4.500 tỷ đồng mà vẫn còn nợ lương người lao động. Xong, điều kỳ quặc là tiền lương và thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát của ban điều hành Việt Nam Airlines vẫn là 5,5 tỷ đồng. Không hề giảm mà thậm chí còn tăng lên 33% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tiền lương bình quân của lãnh đạo Việt Nam Airlines trong 6 tháng đầu năm là 72 triệu đồng. Mỗi người, nhìn chung so với cùng kỳ năm ngoái, tổng thu nhập của tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo đều tăng đáng kể. Tổng thu nhập gồm tiền lương và thủ lao của ông Đặng Ngọc Hòa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines 6 tháng đầu năm 2023 là hơn 509 triệu đồng, tăng hơn 95 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022. Tương tự, tiền lương của các thành viên còn lại trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, Ban Giám đốc Vietnam Airlines cũng đều tăng rất mạnh. Theo báo lao động, có một điều lạ lùng nữa là tiền lương và thù lao của Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà không được công bố thu nhập của vị tổng giám đốc Việt Nam Airlines này cũng không biết là bao nhiêu cả. Kết quả hoạt động kinh doanh của Việt Nam Airlines 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Theo số lộ Việt Nam Net không tin vào tháng 8 năm 2022 cho biết, người nhận mức tiền lương thủ lao cao nhất tại Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Việt Nam Airlines là Tổng giám đốc ông Lê Hồng Hà. Ông Hà nhận 466 triệu đồng trong thời gian 6 tháng đầu năm 2022, tương đương mức lương gần 78 triệu đồng mỗi tháng. Còn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Ngọc Hòa có mức tiền lương của Thủ Lao đứng thứ hai sau ông Hà Tổng Giám đốc với tổng thu nhập hơn 414 triệu đồng. Một nghịch lý trong các doanh nghiệp của nhà nước, các tập đoàn tổng công ty hiện nay là doanh nghiệp thì lỗ nhưng thu nhập tài sản của lãnh đạo doanh nghiệp thì lại tăng. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đánh giá, chưa có một doanh nghiệp nhà nước nào làm ăn có lãi. Việt Nam Airlines là một doanh nghiệp làm ăn không có lãi, thậm chí là lỗ nặng liên tiếp, khiến cho nhà nước phải bù lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng nếu tính theo quý. Việt Nam Airlines đang có chuỗi 14 quý thua lỗ liên tiếp từ tháng 1 năm 2020 cho đến quý 2 năm 2023. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 thì Việt Nam Airlines đang gánh khoản lỗ lũy kế hơn 35.666 tỷ đồng. Điều này dẫn đến vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã bị âm khoảng 11.598 tỷ đồng, nợ phải trả vượt tổng tài sản, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, trong khi doanh nghiệp này còn nợ lương người lao động. Thế mà ban lãnh đạo Vietnam Airlines cũng nhận lương cao hơn năm trước, quả là một điều không giải thích được. Máy bay của Vietnam Airlines ở sân bay Tân Sơn Nhất Đó là chưa kể tới các rủi ro khác của Vietnam Airlines ngoài các khoản thua lỗ Việt Nam Airlines đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vào ngày 12 tháng 7, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định đưa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu của Việt Nam Airlines từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch và chỉ được phép giao dịch vào phiên buổi chiều. Lý do là Việt Nam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá tới 45 ngày so với thời hạn quy định mối nguy cổ phiếu của Vietnam Airlines bị hủy Niêm yết đang được giới đầu tư trong và ngoài nước hết sức quan tâm. Vì lượng cổ phiếu của Vietnam Airlines Niêm yết rất lớn, số lượng cổ đông thì rất nhiều, trong khi đó đáng chú ý, cổ đông nhà nước đang giao quyền đại diện cho tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay kinh doanh, lỗ nặng, nợ nương, nhân viên lương lãnh đạo Việt Nam Airlines thì vẫn cứ tăng đều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Báo động tình trạng lãng phí và gánh nặng ngân sách cho xe ô tô công tại Việt Nam. Ở Việt Nam, hàng năm ngân sách phải chi tới hàng trăm ngàn tỷ đồng cho việc vận hành xe ô tô công. Đây là một gánh nặng trong khi tình hình nợ công đang ở mức báo động. Hơn thế nữa, chi phí ngân sách nhà nước cho các dịch vụ an sinh xã hội như giáo dục, y tế đang thiếu trầm trọng. Thực trạng thiếu bệnh viện, thiếu trường học là điều phổ biến ở hầu hết các tỉnh và thành phố lớn trong cả nước. Một bài viết trên báo tin tức vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 thường đặt vấn đề là xe công đang ngốn rất nhiều ngân sách. Theo tính toán của Bộ Tài chính, thời điểm đó cả nước có khoảng gần 40.000 chiếc xe công phục vụ các hoạt động chung tại các cơ quan, đơn vị của bộ máy đảng và nhà nước. Kinh phí để nuôi mỗi chiếc xe công trung bình đến tới 223 triệu đồng mỗi xe trong mỗi năm. Quy định mới về mua sắm ô tô của lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. Mới đây vào ngày 25 tháng 9, Chính phủ Việt Nam lại ban hành nghị định số 72 về việc tăng tiền mua sắm trang bị xe hơi cho cán bộ, các quan chức. Theo quy định mới, chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định về mức độ giá xe ô tô, nghĩa là mua bao nhiêu cũng được. Gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội kể từ ngày 10 tháng 11, một số chức danh của cán bộ, quan chức được sử dụng xe hơi sẽ được nâng mức giá mua lên so với mức cũ khoảng 340 triệu đồng, tức là tăng từ 35 đến 45%. Ngoài ra, còn có một số chức danh đặc biệt được phép sử dụng xe hơi với mức tăng thêm tới 500 triệu đồng so với quy định vào năm 2019. Riêng Hà Nội và Sài Gòn, các chức danh như Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cũng được sử dụng xe hơi trị giá tới 1,5 tỷ đồng. Hình ảnh xe ô tô công trong một trụ sở nhà nước cấp tỉnh. Báo lao động vào ngày 24 tháng 3 dẫn lời báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, mỗi năm trong tổng số hơn 50.000 xe công, có gần 7.000 xe bị sử dụng sai đích, sai tiêu chuẩn. Điển hình là câu chuyện xảy ra vào năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đây là Ủy viên Bộ Chính trị trưởng ban kinh tế trung ương, đã điều động xe công của Bộ Công Thương đi vào phi trường của nội bài Hà Nội đỗ sắt cổ thang máy bay để mà đón vợ của ông ta. Sau đó, trước áp lực mạnh mẽ của dư luận, ông Trần Tuấn Anh đã có văn bản xin lỗi, gửi cho báo chí cho biết thời điểm xảy ra sự việc trên, ông phải nằm điều trị tại bệnh viện nên không biết ai điều xe đi đón phu nhân. Mạng xã hội Việt Nam lúc bấy giờ sôi sục về chuyện này, còn đưa ra những bằng chứng vợ của Bộ trưởng Trần Đức Anh sinh hoạt xa hoa lãng phí quá đáng so với tiền lương của ông Bộ trưởng chỉ khoảng 17 triệu đồng mỗi tháng. Vậy thử hỏi số tiền và tiêu hoàng đó từ đâu mà có nếu không phải là tham nhũng? Mạng xã hội đưa ra con số ước tính, theo đó kinh phí nhà nước phải tốn kém để nuôi tới 50.000 chiếc xe công với chi phí bảo dưỡng xăng xe thì một năm ngân sách nhà nước phải tiêu tốn không ít hơn 500 triệu đô la. Nay nghị định 72 mới lại tăng thêm kinh phí trang bị xe hơi công cho cán bộ quan chức thì chi phí bảo dưỡng còn cao hơn nữa. Đây chính là tiền của ngân sách nhà nước đáng lẽ nó phải được dùng để phục vụ nhân dân chứ không phải để nuôi xe cho chính phủ. tờ báo tuổi trẻ online mới đây đã phải đặt câu hỏi, cả nước có 63 tỉnh thành trong điều kiện hiện nay vận tải công cộng phát triển, đường xá giao thông tốt hơn so với trước rất nhiều. Tại sao phải cần đến 50.000 xe công? Và có cần phải có lượng xe công lớn như vậy hay không? Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh và phu nhân của ông. Báo Dân Chí mới đây cũng cho biết xe công ở Việt Nam chịu một tình trạng chung là sử dụng xăng nhà nước, lái xe cũng là người của nhà nước. Đó là lý do tại sao xe công luôn ở tình trạng sử dụng vô tội vạ, cha chung không ai sót. Mà 60% việc sử dụng xe công là phục vụ cho mục đích cá nhân. Kết quả là mỗi năm, nhà nước chi ngân sách cho xe công toàn quốc ước chừng 13.000 tới 15.000 tỷ đồng. Trong tình hình bội chi ngân sách nợ công là trồng chất như ở Việt Nam hiện nay, thì các biện pháp chống lãng phí trong việc sử dụng xe công là một việc làm hết sức cần thiết liệu chính quyền Cộng sản có muốn giải quyết vấn đề nạn này hay không khi họ luôn đặt người dân ra ngoài các quyết sách của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin báo động tình trạng lãng phí và cánh nặng ngân sách cho xe ô tô công tại Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.